Ngọc là một cô gái khá là dễ thương. Khá và... thôi hả, chứ không phải là rất là dễ thương hả? Hồi nãy đoạn cũng... trên nói là rất là dễ thương. Là khá là dễ thương là tại sao ạ? Khi mà SC cần là Ngọc đều sẵn sàng ở đó. Chỉ khá là dễ thương thôi là hết rồi đó hả? Xinh đẹp. À, tài giỏi. Rồi. Cái đó là điều đó ai cũng công nhận rồi. Đúng, chính xác. Và đôi lúc Ngọc cũng có những cái giây phút cũng làm SC phiền lòng. Ví dụ? Tại sao Ngọc là cô gái hay bùng SC? Thí dụ nha. Hôm nay anh với em đi cái này đi. Mình kêu ok, mình đã sắp lịch này kia. Cái mọi người hỏi, ố, SC hôm nay đi chơi không? Nói thôi, hôm nay đi với Ngọc rồi. Xong cái Ngọc nói là, thôi em mới ăn cơm sao em buồn ngủ quá. Ví dụ vậy, một cái lý do vậy đó. Một cái lý nhưng do mà thường xuyên bị như vậy không? Một cái lý do gì nó không có thỏa đáng. Nhiều khi mình cũng thấy, mình cũng hơi bị hụt hẫng một tí xíu. Kiểu lâu lâu mình, tự nhiên mình đang hứng đi chơi, kiểu vậy. Đúng là mới dằn mặt đó, có nghĩa là bớt bùng xô lại.